Với máy lọc nước New Eastspring, thay bộ lọc nhanh chóng dễ dàng. Đầu tiên, rút dây nguồn ra khỏi ổ điện, sau đó tắt nguồn nước đổ vào. Nhấc tay cầm để tháo bình lọc và đưa ra khỏi khung máy. Sử dụng tay cầm để mang bình lọc đến bồn rửa, vặn và gỡ nắp bình. Gỡ bộ lọc cũ ra và đổ hết nước còn lại trong hộp ra. Xử lý bộ lọc đã sử dụng theo quy định của địa phương. Đặt bộ lọc mới vào hộp lọc, đảm bảo đúng hướng lên. Đặt nắp lên hộp lọc và quay theo chu kỳ đồng hồ để cố định vào vị trí 1/3 vòng quay. Rãnh trên nắp cần được khớp với một trong các rãnh trên hộp lọc. Nghiêng bình lọc vào vị trí và gạt tay cầm xuống sao cho khít vào khung máy. Hai cành gờ của tay cầm cố định vào khung của máy lọc. Ứng dụng Amway Healthy Home. Thay bộ lọc một cách dễ dàng. Máy lọc nước New Eastspring. Tinh lọc vượt trội, sống khỏe chủ động.